với nhận định chuyên môn. Với nhận định chuyên môn sẽ đánh giá cao Sako có điểm ở trong trận cầu này. Thưa quý vị, bạn có được cắt ngang. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Sako. Chưa vào. Và dứt điểm của Huỳnh Huy Hoàng. Tình huống quyết đoán của cầu thủ mang áo số 24. Tuy nhiên bấy nhiêu là chưa thể đánh bại Trường Giang, không để vượt qua được ba chiếc bóng áo vàng. Thì các bạn, cơ hội cắn ngang. Không thể tin được là vừa rồi không có bàn thắng dành cho Sako. Khá đáng tiếc thưa quý vị các bạn. Quá trống trải rồi. Tuy nhiên có lẽ điều mà Sako cần nhất lúc này vẫn là bàn thắng để phá vỡ thế cân bằng cho trận đấu cùng với Luxury Hạ Long. Dành cho số 11 để có thể vượt qua được. Dứt điểm. Và ra chân của Văn Sang. Núng mà Sang Suret đã có pha bắt volley khá hay thưa các bạn. Bóng đi chính xác, tuy nhiên độ hiểm vẫn chưa đủ để đánh bại được thủ môn bên phía cầu thủ Luxury Hạ Long. Đó ra những cơ hội tốt hơn dành cho đồng đội. Pha xử lý của Lâm Tấn Phát. Phan Dũng vẫn đang là Phan Dũng. Hơi dài rồi, phản công dành cho Sako. Ngọc Sơn vượt qua. Quá hay cho số 7 trong tình huống vừa rồi. Một pha xử lý mà cầu thủ mang áo số 7 bên phía Sako đã cho thấy được sức rướm rất tuyệt vời của mình, thưa quý vị các bạn. Mọi thứ. Chu Văn Tiến dứt điểm. Dứt điểm. Pha chạy chỗ rất hay của Ngọc Sơn. Dứt điểm. Vẫn đang là Trường Giang. Văn Sang là đó là tình huống đưa bóng về cột hai của Văn Sang. Không được. Dứt điểm rất chất lượng rồi quý vị các bạn. Và dứt điểm của Costa. Nhất tiếng. Như vậy là bóng nằm gọn ở trong lưới sau cú dứt điểm của đội trưởng Lâm Tấn Phát bên phía Sahaku. Một tình huống bóng đi chìm vào góc xa và cực kỳ khó chịu của số 16. Ta hãy xem lại tình huống vừa rồi. Từ tình huống phối hợp đá biên. Hoàn chánh. À, bước đi của số 7. Dứt điểm. Và 2024. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình. Vừa rồi là pha dứt điểm của Huỳnh Miu Anh. Mất bóng rồi. Không vào. Các thân mến, thì như chúng ta đã biết, vòng thi đấu thứ 3 này cũng sẽ là vòng đấu khép lại. Như vậy là có bàn thắng thứ 3 được dành cho Sako. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Ở góc quay rộng hơn, chúng ta sẽ theo dõi được tình huống. Như vậy là có tình huống khẽ chạm vào người của Hoàng Sơn. Bóng đi đổi hướng. Trường Giang. Không được. Cơ hội. Vẫn còn. Dứt điểm. Bàn thắng thứ 4. Như vậy là 4-0 dành cho Sahako rồi. Quá nhanh thưa quý vị các bạn. Ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống
Văn Sang đã nhả bóng về và bóng được hướng đến vị trí cột 2. Dứt điểm. Bóng đã nằm gọn ở trong lưới sau pha dứt điểm vừa rồi. Đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 Tuấn Thành bên phía xa cầu. Hiệp thi đấu thứ hai là một hiệp đấu bùng nổ của các chân sút bên phía Sahako. Bây giờ đây thì họ đã đem về đến bàn thứ 5 rồi. Đá phạt này, Luxury Hà Long sẽ đá thẳng hay triển khai tình huống nhất. Như vậy là pha đá thẳng. Trưởng Lâm Tấn Phát. Chúng ta hãy xem lại, chuẩn bị xem lại tình huống vừa rồi. Và người chuyền bóng không ai khác đó chính là Costa. Thủ đã được nhận định với những cú chuyền chất lượng. Và vừa rồi thì Costa đã đưa ra đường chuyền chính xác. Lâm Tấn Phát đã ngỡ người móc bóng, đưa bóng nằm gọn ở trong lưới. Thưa quý vị các bạn, một bàn thắng khá đẹp của Chú Như vậy. Cơ hội vẫn còn. Sahako sẵn sàng để điểm bóng ở vị trí cột 2. Duy Phúc vẫn đang mang đến khá nhiều những tình huống phiêu lưu. Một bàn thắng nữa được dành cho Sahako và người vừa có cú dứt điểm là Minh Mẫn. Ta hãy xem lại tình huống vừa rồi. Bóng tưởng chừng như sẽ không có gì nguy hiểm, tuy nhiên nó lại đi vào lưới. Tuyển Hải! Và đó là Văn Sang. Tình huống dứt điểm chính xác, cực kỳ quyết đoán của Sang Suret. Găm vào góc trên khung thành. Không có cơ hội nào được dành cho Trung Kiên. Doãn Dũng. Cơ hội mà Tuấn Thành cũng đã chờ đợi. Và dứt điểm trái phá được các bạn. Tình huống ra chân quyết đoán của Leo Costa. Tỷ số được nâng lên thành 9-0 dành cho các cầu thủ bên phía Sahako. Rất nguy hiểm. Phía trên rất hay Tiểu Bảo. Đây là cơ hội. Dứt điểm. Không vượt qua được Leo Costa. Nhất Tiến vượt qua rồi. Không phải Nhất Tiến, đó là Tuấn Thành và... bàn thắng dành cho Lâm Tấn Phát. Tình huống mà Lâm Tấn Phát đã đưa bóng vào lưới nhẹ nhàng. Ta hãy xem lại tình huống này. Giang Râu đã bị loại bỏ hoàn toàn. Mà với tình huống như vậy thì Lâm Tấn Phát đã không bỏ lỡ. Trận đấu của chúng ta đã có cách biệt 10 bàn. Quý khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã khép lại trận đấu giữa Luxury Hà Long và Sahako với một cách biệt 10 bàn dành cho các cầu thủ những chú quạ ba chân.